Chào tất cả các bạn. Thì nếu các bạn hay xài Facebook và với một cái giao diện màu trắng như thế này, cái background màu trắng như thế này, và nếu các bạn cảm thấy nhàm chán, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách giúp chúng ta có thể đổi được cái giao diện, cái background này sang một cái hình nền bất kỳ mà các bạn có trong máy tính. Thì các bạn có thể làm như sau. Thì đầu tiên các bạn cài một cái add-on của Chrome, thì nó cũng sẽ tương thích với CocCop hay là Opera hay là Yandex, chỉ nó xài chung một cái mã nguồn mở là của Chromium. Thì sau khi các bạn cài cái add-on này vô thì chúng ta làm như sau. Bạn tiến hành cài đặt. Rồi. Thì lúc này các bạn nhìn bên trên góc trái của cái thanh công cụ sẽ xuất hiện cái biểu tượng của Fabulous. Thì để thay đổi giao diện của cái hình nền này, các bạn làm như sau. Các bạn chọn vô cái phần Fabulous ở trên góc trái bên trên như thế này, góc phải. Sau đó các bạn check vô cái tùy chọn đâm. Đó, lúc này các bạn kéo xuống chỗ Picture, các bạn chọn cái hình nền các bạn cần thay đổi. Giờ sẽ mình chọn cái hình này. Đây, các bạn refresh Facebook một cái. Đây, mình chọn lại. Đó. Lúc này các bạn thấy đây cái nền của chúng ta đã được thay đổi bằng một cái nền Facebook, thay đổi bằng một cái hình nền chúng ta chọn. Giờ sẽ mình chọn một cái hình khác. Đó. Thì ngay lập tức cái hình nền được thay đổi. Thì các bạn có thể chọn được cái cỡ zoom hay là cái fit giữa màn hình hay là hình góc, vân vân, thì tùy các bạn. Đó. Thì ngoài cái chức năng là đổi cái background này ra, thì trong cái add-on này còn nhiều chức năng khác, như là các bạn check ở đây thì cho phép chúng ta có thể đổi được cái phông. Đây, các bạn hãy chọn một cái phông bất kỳ. Đó. À, chọn được cái kiểu size lớn nhỏ nữa. Thì cũng thấy là khá là hay. Đó, thì nó còn cho phép chúng ta một cái chức năng là thay đổi được cái con trỏ, cái hình con trỏ luôn. Thì sẽ như mình muốn đổi sang cái hình này đi. Đó, thì lúc nào các bạn thấy cái hình con trỏ là đổi sang cái hình mặt trời rồi. Rất là hay. Ừ. Thì con chỉ cần chọn vô thì tổng nó sẽ set up trên cái Facebook của chúng ta ngay lập tức. Thì đó, ngoài ra còn có một chức năng nữa là Photo Zoom. Các bạn check vô đây. Thì các bạn chỉ cần đưa vô bất kỳ bức hình nào thì nó sẽ zoom ra cho các bạn thấy. Thì đây mình đưa vô đây. Nó sẽ zoom lớn ra. Đó, cũng khá là hay. Thì ngoài ra còn có một số chức năng nữa thì các bạn có thể tự khám phá để thấy được cái một chức năng của nó cung cấp cho chúng ta. Rồi, thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái add-on khá là hay để đỡ nhàm chán khi các bạn sử dụng Facebook thường xuyên. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.